Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft thế giới vô tận. Và như bạn đã thấy, đây là tiếng ve kêu. Vâng, đó là tiếng ve kêu. Và mình có thử là mình dùng cái phương pháp đó là lọc âm, lọc tạp âm á, nhưng mà có điều là không ăn thua các bạn. Đó, mình lọc tạp âm ở cái phơi đây nè, cái phần mềm OBS đang quay này của mình luôn, nó có cái chức năng lọc tạp âm. Nhưng mà coi bộ là không ăn thua rồi. Mà chịu thôi chứ biết sao vậy. Và cái đó là cái điều mà chúng ta không muốn nha. Nhưng mà đổi lại là mình đã cài được cái mod VMiner. Đó, đây là để mình làm cho bạn xem. Ồ, ghê chưa. Không, cái này không phải là VMiner nữa, mà cái mod này nó tên là cái gì mà Ocean Audio gì đó. Thì thật ra mình dùng cái mod VMiner cũng được thôi. Nhưng mà đó, cái mod VMiner từ cái phiên bản 1.12 nha, thì cái mod VMiner là chúng ta ví dụ như là các bạn đây à, đây để mình cho bạn xem, đây là cái phần mềm, đây là cái mod mà đào như lúc nãy bạn thấy đó, Ocha Kava Tishan đó. Đó, thì cái mod VMiner đó, cái mod VMiner ngày xưa đó nha, phiên bản 1.12 á, thì nếu như mà các bạn đúng không, các bạn muốn kiểu như là khi nào mà các bạn muốn ven á, nè, đây cái mod VMiner mà ở phiên bản 1.12 á, khi nào mà các bạn muốn, đó, các bạn muốn đào như thế này á, thì các bạn cứ việc cài một cái phím nào đó, các bạn sau đó các bạn đè phím đó, rồi các bạn giữ cái phím đó, sau đó các bạn đào cái khoáng đó, thì nó sẽ tự động nó sẽ đào hết tất cả cái đống khoáng đó luôn, đó. Nhưng mà đây là phiên bản 1.18. Đây là phiên bản 1.18 rồi. À, mà phiên bản 1.18 á, thì nó không còn được như vậy nữa. Cái gì vậy? Phiên bản 1.18 á, thì nó không còn được như thế nữa ha. Phiên bản 1.18 bây giờ nó đổi lại rồi bạn. Nó đổi lại là nó cho chúng ta cuốn sách phù phép. Phiên bản 1.18 cái mod về mày nào á, phiên bản 1.18 bây giờ nó đổi lại là nó sẽ cho chúng ta một cuốn sách phù phép. Cho nên á là mình quyết định là mình không cài ha. Thì ban đầu là mình có cài, nhưng mà một lúc sau mình suy nghĩ lại, ê khoan, nếu như mà nó tặng mình cuốn sách này, vậy thì mình phải tốn tới hai cái cuốc, một cái cuốc có Ingen VMiner và một cái cuốc không có Ingen VMiner để mà mình đào. Ví dụ như mình xây nhà đi đúng không, mình không cần VMiner, mình chỉ cần đào vậy nè. À, ví dụ như cái khối này mình đặt nhầm là không, à, mình đập ra cái một là vậy là xong rồi. Nhưng mà ha, mình lỡ là cái cuốc đó đi, cái cuốc đó mà mình cầm á là nó Ingen là VMiner đi, mình đào một cái một, cái nó bay nguyên nhà mình luôn. Cho nên là mình thấy là như vậy thì không được. Thì mình quyết định á là mình lên trên mạng mình tìm xem là có cái mod nào nó tương tự như cái mod VMiner không để ra được cái mod này. Đó. Thì ra được cái mod này thì mình dùng thôi. Đó, bây giờ là mình không fan nè. Đó, hiện tại đó mình không VMiner. Đó, mình không VMiner. Bây giờ mình sẽ VMiner. Đó, thấy chưa, được chưa? Thì thật ra đó, cái mod này nó không phải là cái tên của nó không phải là VMiner. Ok, mà tại vì kiểu như là cái mod VMiner kiểu như là nó hơi bị sao ta, được nhiều người dùng quá, mình không biết nha, cái này là mình không biết nha, mình chỉ đoán thôi nha. Mình đoán là cái mod VMiner kiểu như là nhiều người dùng quá hay sao đó, cho nên là nó phổ biến hơn là cái mod này. Chứ thật ra cái mod này không phải là tên là VMiner nha, cái mod này tên của nó là cái này nè, rồi. Nói chung bạn nào biết tiếng Anh học nha. Đây cái tên của cái mod này nè, đó. Cái chức năng nha, cái chức năng của cái mod này nó cũng tương tự như cái mod VMiner thôi. Nó chỉ có điều là nó khác tên và nó khác một chút xíu về chức năng. Đó. Cái mod VMiner đó, phiên bản 1.12 đó, là nếu như mà các bạn muốn ven đó thì bạn phải ấn giữ một cái nút nào đó mà các bạn cài vào. Và sau đó các bạn đào cái một cái gì đó thì nó sẽ ven cho bạn. Đó. Nhưng mà lên tới phiên bản 1.18 á, thì nó không còn cái chức năng đó nữa, mà nó sẽ phát cho các bạn một cuốn sách phù phép luôn. Ok, nó sẽ phát cho các bạn một cái cuốn sách phù phép luôn. Cho nên là này, bây giờ thì nó khác một chút ha. Còn cái mod này á, thì nó vẫn giữ cái tính năng cũ của cái mod VMiner. Thì bây giờ mình sẽ tạm gọi cái mod này là VMiner 1.0 đi ha. Mình sẽ tạm gọi cái mod này là VMiner 1.0 đi. Tạm gọi thôi, tại vì cái tên của nó không phải là VMiner, tại mình gọi gì cho nó dễ thôi.
Ồ, có một em Reaper cho đó kìa. Oh my god. Trời trời, hồi nãy tự nhiên hạ khiên chi vậy? Trời má, tự nhiên hồi nãy hạ khiên chi không biết luôn. Đang cầm khiên tự nhiên đi hạ xuống. Quái luôn. Không biết, không hiểu sao luôn. Rồi nói chung tập này thì mình sẽ gọi là, chắc có thể mình sẽ đi tìm một ngôi làng các bạn. Ok, mình sẽ đi tìm một ngôi làng ha. Để mà kiểu như là chúng ta mình đang có hai dự định trong đầu. Một là mình sẽ đi xây nhà, mà xây nhà cũng đúng nữa, mà mình sẽ xây một cái kho. Ok, mình sẽ xây một cái kho chứa siêu to khổng lồ để làm gì, để mà kiểu như là chúng ta đi tìm kiếm nguyên liệu các bạn, tìm kiếm nguyên liệu để mà xây nhà này kia nọ cái thứ đó. Đó vì mình sẽ xây cái kho đó nha, cái kho đó mình sẽ dùng để chứa nguyên liệu đó, chứa tất cả nguyên liệu mà cần thiết kìa. Còn cái dự định thứ hai á, là mình dự định là mình sẽ đi giết rồng. Mà muốn giết rồng á thì mình phải có giáp dũng này kia nọ, không giáp dũng này kia nọ tùm lum la chăng á. Mà muốn có giáp kim cương á thì nó hơi khó, đi mai thì nó hơi lâu đó. Thì bây giờ muốn có giáp, có muốn có giáp kim cương cực kỳ nhanh đó, thì dễ lắm. Các bạn đi tìm một ngôi làng, rồi sau đó các bạn cho những cái con dân làng đó nó học nghề, chó sủa tùm lum chưa đó. Những cái con dân làng đó nó học nghề nha. Bài mất tiêu cây đuốc của tôi luôn. Cho những cái con dân làng bình thường đó, nó học nghề. Học nghề là ví dụ như là nghề thợ rèn đúng không? Nghề thợ rèn thì nó sẽ bán cho chúng ta áo giáp này. Đó. Học nghề thợ rèn nó sẽ bán cho chúng ta là vũ khí. Nghề thợ rèn nó sẽ bán cho chúng ta vũ khí. Còn còn cái nghề mà luyện kim hay gì á, cái nghề mà có cái lò luyện kim á bạn, thì nó sẽ bán cho chúng ta áo giáp nha. Tự nhiên đi làm hai nút này gì trời. Thì hiện tại bây giờ là mình đang có hai dự định đó nha bạn. Mình không biết là mình nên đi xây nhà kho hay là mình nên đi tìm một ngôi làng, sau đó đi cố gắng trang bị cho mình một cái áo giáp kim cương. Mà mình đó thì mình rất là muốn có được cái cánh nha, bởi vì có cái cánh đó thì chúng ta di chuyển rất là nó rất là thuận tiện luôn. Thôi tập này mình sẽ đi mai đi ha, vụ kim cương chắc để sau đi. Rồi nói chung tập này thì chúng ta sẽ đi mai đi. Tập sau thì mình sẽ đi tìm một cái ngôi làng. Ok. Ồ má ơi, công nhận ha. 1.18 hang động cực to luôn. Mày đi ra không, hang động to đồng thời với việc đó là quái rất nhiều không? Nhưng mà cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi, ngon cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi, không thể nào mà đòi hỏi tất cả được á. Ví dụ như việc đó là các bạn muốn có một cô người yêu thật là xinh đẹp đúng không, xinh đẹp nè, đảm đang nè, mà lại còn hiểu chuyện đó thì có thể nào đâu ra không, làm gì có đúng không. Có thể người đó rất là đẹp nhưng mà người ta không thể nào đảm đang nổi đó. Đó, nhưng mà người ta lại rất hiểu chuyện thì sao. Có một số người người ta rất là hiểu chuyện nhưng mà nhan sắc người ta không được đẹp lắm đó. Bởi vì cuộc đời này đâu thể nào hoàn hảo được đúng không, cho nên là thôi đừng đòi hỏi quá, người ta không đáp ứng nổi đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống chữ đó bằng cái con đường nước này. Ê, đi à. Kim cương, mình đã thấy kim cương. Giờ mà xuống đây có kim cương rồi. Khoan khoan khoan, từ từ. Con nhỏ nó leo được, đợi chút. Mày chết rồi con. Ok. Thật đau,
kim cương, tôi đã lấy kim cương rồi. Ba thằng mày chết chết nghe chết nghe, đừng có sợ sự với tao. Ok, ven mai luôn, xuống cho nó nhanh. Còn thang không? Ô, hết thang rồi nè, hết thang rồi. Rồi cứ việc cấm đúng nè mọi người. Sắp sáng, sắp sáng. Nhiệm vụ thật là nhiệm vụ cao cả, bây giờ là sắp sáng. Ở đây là một cái hồ lava này, phía trên đây là một cái hồ lava này, bởi vì nó mới có nhiễu vào cái lava xuống. À, bây giờ thì nói chung là mình đã hết thang rồi, thang mình đã hết, mình không còn thang nữa, cho nên là bây giờ bắt buộc mình phải đi đào thôi. Nếu mà mình gặp thang thì mình sẽ đào để mà mình làm đúc thêm. Kim cương, yeah, kim cương. We have the diamond. Nhưng mà mình vẫn chưa có cuốc sắt. Mình phải làm cho mình một cái cuốc sắt được. Ở nhưng mà đồ đạc để trên kia trơn rồi. Thôi thôi, mình nghĩ là mình nên đi lên đi bạn. Mình nên đi lên để mà mình gọi là lấy cái lò xuống đi. Thế thì ra là chế tạo ba cái lò đó. Mình chế tạo ba cái lò đó mà bây giờ đi chế tạo thêm nữa thì nó đồ bù lắm, cho nên là thôi đi lên lấy đi cho nó gọn. Đây có đống sắt này về mai luôn. Ôi ôi quá ồ, tôi nói thiệt với mày không, chứ cài bên mai vô, phải cài bên mai v.1 vô, cài bên mai 1.0 vô, trời nó đã gì đâu. Hơn anh đây rất tỉnh và đẹp trai, anh đây rất tỉnh và đẹp trai, cho nên là mày còn lâu mới có thể hạ được anh nhé. Rồi gãy cuốc luôn ha ha ha. Rồi đây rồi. À gì ta, nói ở thân quê thân yêu của tôi hả, ba thịt nhâm bi này vứt đi chưa làm gì mất công. À bây giờ thì ô mình mới làm có một cái lò hả. Ok, vậy là mình bị nhầm mà, mình bị nhầm với cái thế giới nào mất tiêu rồi. Có cái thế giới nào mình chơi mình chế tạo được tận ba cái lò, nhưng mà mình cũng không nhớ. Và ôi chết bà, hết thang luôn rồi. Ây da, đây này còn còn có thang này, có một ít thang này. Ô mình chế tạo một cái cuốc đá nữa rồi. Đây rồi. Rồi bây giờ thì mình có hai cục thang. Hai cục thang này đảm bảo là không đủ đâu. Vậy mình sẽ đi lên đây mình chặt cây đi. Chặt cây xuống mình đem xuống mình làm thang đi. Hiện tại giờ thang khá là khan hiếm. Đây rồi. Ven mai mọi người ơi, ven mai nè, trời ơi. Đỉnh cao sự ven mai đó. Công nhận cài mod vào nó có khác. Đó. Ôi nào tôi đốn hết nguyên cường này luôn ta. Nhắm mà tôi đốn hết nguyên cường này luôn á. Lại quên cái bàn chế tạo này. Đây chế tạo cái bà chế tạo cái luôn đi. Mệt quá. Làm biến thì lấy chứ. Rồi mình sẽ tạo một cái này. Đó. Một cây cuốc bằng đá. Đây một cây cuốc chim. Vậy mà cây cuốc này là cái cây cuốc chim nè. Còn cây cuốc này là cây cuốc để dành là cuốc đất. Đó. Đỏ ven mai nguyên cái đống đá này đó. Đó không? Trời đất. Mau hư dữ. Các bạn cài mod vào là các bạn ven mai á, nó sẽ bị giảm độ bền nha. Giảm độ bền dung cụ á. Thì cũng đúng thôi, bởi vì cái mod ven mai này á, là nó cái cách hoạt động của nó tương tự như là các bạn đào đống lá thôi. Ví dụ như là các bạn đào 10 cái lá đi. Các bạn lấy cái cuốc này các bạn đào 10 cái lá thì nó sẽ giảm 10 độ bền đúng không? Thì cái mod ven mai này nó cũng vậy. Đó. Cái mod ven mai này nó cũng sẽ làm cho cái cuốc của bạn giảm 10 độ bền. Đó. Thì nó giống như y hệt như là cái việc mà cái việc của các bạn
tức là nếu như mà đào 10 cái lá đúng không, các bạn sẽ phải đào từ 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 đúng không, các bạn cài cái mod Paymon này vào thì nó sẽ giúp cho cái việc đào đào những cái đống lá đó, cái đống đá của bạn này, nó nhanh nhanh hơn đó. Thì chứ đánh gì vậy, nó nhanh hơn thì nó nhanh hơn thôi, nó nhanh hơn, nhưng mà cái việc này, cái việc làm nó cũng như vậy thôi, nó không khác gì mấy. Mà thôi mình nói gì chắc chắn mà thôi mình nói gì các bạn không hiểu đâu, bây giờ mình nói khó hiểu lắm. Rồi ok. À, chúng ta đã đốn hạ gần như là toàn bộ khu rừng này. Đỉnh cao. À, nghe nói đâu là Minecraft 1.19 đã ra mắt rồi đúng không? Nó ra mắt thì nó ra mắt đi, chứ mình chắc mình không quan tâm đâu bạn ơi. Không, bởi vì sao ta? Thì nói mình không quan tâm thì cũng không đúng, bởi vì nó mới ra bản nắp sót rồi bạn. Nó mới ra bản thử nghiệm chứ nó chưa ra bản chính thức. Thì khi nào ra bản chính thức thì mình tải về mình chơi. Bạn đơn giản vậy thôi, chứ không có gì đâu. Chơi nắp sót mắc chơi cái bản thử nghiệm mắc công nó bị lỗi như cái nọ, nó còn mỏi đó. Rồi, một đội ủng. Ok luôn, đó. Rồi nhân tiện mình sẽ tạo cho mình một cái những cái công cụ mới luôn. Đầu tiên thì đây là cái kiếm đá nè, ở lộn kiếm sắt lộn. Kiếm đá gì mà kiếm đá. Rồi đó, một cây cuốc sắt luôn nè. Cây kiều thì mình chắc là mình sử dụng hai kiều kiều đá đây bạn ơi. Bởi vì đơn giản là sắt chúng ta phải tiết kiệm. Sắt chúng ta không có nhiều, chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm là quốc sắt đó. Quốc là gì? Quốc là quốc gia. Sách là chính sách. Quốc sách là chính sách của quốc gia đó. Cho nên tiết kiệm là chính sách của quốc gia đó. Mà đã là chính sách của quốc gia thì chúng ta phải tiết kiệm. Hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn. Hợp lý trên từng gì vậy? Cái đi. Nói chung là một người dân của tôi có 2-3 điểm mà, cho nên là hiểu đó. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là đi mai nha bạn. Bây giờ chúng ta đã có được mỗi tháng rồi. Và mình đã lỡ tay làm hết luôn rồi, trời ơi. Mới kiếm được mới làm được ít tháng cái lỡ tay làm hết trơn rồi. Ok bạn, ok. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi mai nha bạn. Nói chung là ở trong cái hang này có cái gì, có cái khoáng sản gì thì mình sẽ mai hết. Ok, rồi lấy các bạn chỉ nào nung đi. Đỉnh cao của sự tiết kiệm ở đây chứ đâu mà có cung nung được không? Mình thử cái cung nó nung được không nha bạn. Đây rồi. Đâu mình thử cái cung nó nung được không? Nếu như cái cung nung được thì quá tuyệt vời luôn. Ú, được, ngon. Vì sao tìm mình nung luôn. Rồi để chi mất công chật chỗ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mai hết toàn bộ luôn. Mình sẽ mai hết học đào đi. Mình sẽ đào hết tất cả khoáng sản ở cho có ở trong cái hang này. Ok, sau khi đào xong một khu vực nào đó thì mình sẽ đánh dấu lại là mình đã đào rồi, mình không đào nữa. Đó, ok. Rồi, tất cả mọi thứ sẽ được bắt đầu. Thank you.
Vâng bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây. Và như bạn thấy bây giờ là 12 giờ 15 rồi, 12 giờ 15 phút rồi, đó là tức là nửa đêm. Và mình vẫn chưa đào xong cái hang này bạn. Bình nó to quá, cái hang nó to quá, trời quá thật to đi. Cứ hết chỗ này lại tới chỗ khác xuất hiện, nhưng ngày một lại to hơn. Giờ mình không thể nào khám phá hết được, cho nên là thôi chúng ta nên dừng tại đây là được rồi à. Bởi vì tiếp tục mà đào thì mình cũng không thể nào mà đào được, bởi vì mình đã hết thức ăn rồi. Mình đã hết thức ăn rồi bạn. Đây thức ăn của mình nó hết trơn rồi, còn có ba quả táo à. Đó. Trời ơi. Nói chung là bây giờ mình đang bị khan hiếm thức ăn rất là ghê. Thứ hai là nếu như mà mình đi đào thì đi đào nữa thì cũng được thôi, nhưng mà điều đó là mình là cảm thấy cái việc đào mới á, cái việc đào mới bây giờ nó rất là mất thời gian mà. Bởi vì đây như bạn thấy nè, hai cục kim cương à, nhưng mà bây giờ mình phải tìm thêm ba cục nữa để mà đào obsidian. Đào obsidian xong á, mình phải làm một cái bảng phù phép các kiểu người đại liệu mà mình enchant đồ đạc này kia nọ các thứ được đó. Thì bây giờ mình cảm thấy cái đó rất là mất thời gian, mình quyết định là mình sẽ đi tìm một ngôi làng. Ok, thì nhé, để tìm một ngôi làng thì mình sẽ không chơi lệnh nha. Bây chơi lệnh thì nó kiểu nó subo đi cái đó quá, thì mình sẽ chơi như kiểu này, đó là mình sẽ gọi cái ship vào à, cái ship đó thì nó ra là cái ship, cái hạt giống của thế giới này. Rồi mình nhấn vào đây đó, mình nhấn vào đây để mà mình copy copy xong rồi mình sẽ lên cái trang web đó là My Atlas. My Atlas rồi sau đó mình sẽ dán cái sheet này vào thì nó sẽ hiện ra cái thế giới của mình đó. Thì trong đó nó sẽ có tất cả mọi thứ nè, hang động pha lê nằm đâu nè, có bao nhiêu ngôi làng nằm gần đây nè, các kiểu kiểu, nói chung nó có hết đó. Và ok, hôm nay tới đây thôi. Và đây là tất cả mọi thứ mà mình đã đào đây đó. Có nhiều bạn sẽ nói là tại sao mình không cắt bỏ cái đoạn đào mới đi, thì mình
để cho bạn biết là mình có đào chứ mình không có chuyển sang chế độ sáng tạo mà mình lấy. Ok, mình để kiểu như là bằng chứng, mọi người bằng chứng là tôi có đào này. Cái này là tôi đào 100% chứ tôi không hề chuyển qua chế độ sáng tạo tôi lấy đâu. Chỉ có khác một chỗ là có sự hỗ trợ của cái fan miner như gì đó. Ok, thì mình phá cái chỗ này nghe được. Kinh khủng gì trời. À nãy mình lỡ mình lỡ tay mình bấm vào cái chỗ chữ B gì nè. Đây đây đây. Đây, mình lỡ tay mình bấm vào cái chữ B này thì nó xuất hiện cái này. Thì mình không biết cái này là cái gì hết. Cái này là cái gì ta? Hay là cái này nó liên quan tới cái nó liên quan tới cái mod của chúng ta này. Ok. Vậy là những cái này hay là cái này là nó liên quan tới cái mod của mình. Ok. Rồi tắt nó đi. Thì không biết á, mình không biết là cái đó là cái gì ha. Nhưng mà kiểu như là cái đó kiểu như là chúng ta có thể chỉnh nha. Chúng ta có thể chỉnh đó kiểu như là làm cho thông số của nó thay đổi để mà chúng ta có thể ven mai được nhiều hơn. Thì để mình thử mình chỉnh là chỉnh thôi. Thôi mình nghĩ là khỏi cần chỉnh đâu bạn. Mình nghĩ là khỏi cần chỉnh đâu, bởi vì để vậy là được rồi. Chỉnh gì nó mất công. Ok, mất công nó bị này bị kia mệt mỏi. Ok, đây là bản beta mà. Mình đang chơi trên bản Forge. Bản Forge này là Forge beta nha. Cho nên nó là thôi có cái gì để đại đi chứ chỉnh lung tung mất công mệt lắm. Mình cần lấy một ít đá. Lấy một ít đá để làm gì, để mà kiểu như là nếu như mà mình đi mai á, đào xong một khu vực nào đó mình sẽ dùng nó dùng block để mà chặn lại chứ nó không để mất công đi đi lạc mấy cái đoạn mệt mỏi lắm. Bây giờ thấy mình vừa vệt mài cái khu này coi, mình sẽ phá bỏ cái trụ này coi. Thử phá bỏ cái trụ này coi. Trời ơi, nguyên một lỗ chà bá lửa luôn. Ây da, thật là kinh khủng khiếp. Ok, mình tin tay đấy các bạn ơi, 12 giờ đêm rồi. Ra tập sau này mình sẽ đi tìm một cái lạc và chúng ta sẽ cố gắng sở hữu một bộ đồ kim cương và mình sẽ cố gắng để mà tiêu diệt dòng Ender để mà chúng ta vào NCT để mà lấy một cái cánh, lấy cái cánh cứng các bạn đó. Và khi chúng ta có cái cánh cứng rồi thì cái việc mình di chuyển của chúng ta nó sẽ rất là dễ dàng. Ok rồi, bye bye.